Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng hôm nay, các trường trên địa bàn huyện Quốc Oai đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của huyện đã tổ chức thành 13 đoàn đến sự tặng hoa và chúc mừng thầy và trò các trường học trên địa bàn huyện. Đây là sự quan tâm động viên khích lệ kịp thời đối với thầy trò các nhà trường trong toàn huyện, đồng thời cũng là động lực để ngành giáo dục và đào tạo huyện phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Năm học này, lễ khai giảng được chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất đồng loạt ở tất cả 85 trường học trên địa bàn huyện, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngắn gọn, trang trọng, với đầy đủ nghi thức của phần lễ, vui tươi, ấn tượng với hoạt động văn hóa văn nghệ trong phần hội. Vì vậy, ngày khai giảng diễn ra thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Năm học 2022-2023, toàn huyện có trên 56.270 học sinh ở 85 trường học thuộc 4 cấp học, tăng 1.186 học sinh so với năm học trước. Trong không khí vui tươi phấn khởi đầu năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban của huyện đến tặng hoa chúc mừng, dự chung vui với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Quốc Oai. Trong năm học vừa qua, trường Trung học Phổ thông Quốc Oai đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của ngành, tạm dừng đến trường, không ngừng việc học, chủ động sáng tạo, linh hoạt, thay đổi phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục khẳng định là ngôi trường có chất lượng giáo dục đứng ở top đầu của các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, nhà trường đạt 14 giải, trong đó có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có một em học sinh đỗ thủ khoa toàn quốc khối A00 với số điểm tuyệt đối là 30 trên 30 điểm. Nhà trường có 458 lượt học sinh có tổng điểm 3 môn đạt 24 điểm trở lên, có 40 lượt học sinh đạt điểm từ 27 điểm trở lên. Nhà trường có một em học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bước vào năm học mới 2022-2023, trường Trung học Phổ thông Quốc Oai có hơn 2.000 em học sinh, trong đó khối 10 có 694 em học sinh. Nhà trường tiếp tục phát huy những trang vàng truyền thống trong 60 năm phấn đấu rèn đức luyện tài, hoàn thành mục tiêu kế hoạch giảng dạy, học tập đã đề ra. Đối với lại trường Trung học Phổ thông Quốc Oai thì năm học 2022-2023 đã bắt đầu. Với nhà trường thì nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch năm học một cách thật chu đáo. Cụ thể là với khối 10 năm nay thì các em sẽ thực hiện chương trình phổ thông 2018. Cho nên là đối với các bộ giáo viên thì các thầy cô sẽ tham gia tập huấn chuyên môn một cách thật đầy đủ, chuẩn bị về kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn cũng như là kế hoạch bài dạy một cách chu đáo. Cùng với đó là nhà trường động viên cán bộ giáo viên sẽ tham gia các đợt tập huấn chuyên môn, tự bồi dưỡng cho mình để mà nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với đối tượng học sinh thì các em học sinh năm nay có lứa của học sinh lớp 10 này thì nhà trường sẽ nhắc nhở các em để tham gia học tập một cách thật chu đáo. Cùng với đó, đó là cũng mong muốn về phía cha mẹ học sinh, đây là lực lượng hết sức quan trọng giúp cho nhà trường trong công tác quản lý, nhắc nhở động viên các em trong quá trình học tập. Và hy vọng rằng là phát huy những thành tích đã đạt được của những năm vừa qua. Năm nay là năm thứ 60 của nhà trường. Nhà trường sẽ nỗ lực cố gắng để mong sẽ đạt được những thành tích tốt đẹp hơn trong năm học tới này. Hôm nay, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của thầy trò cả nước, thầy trò trường Trung học Phổ thông Quốc Oai rất là vui mừng, phấn khởi được tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Và năm học mới, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Quốc Oai quyết tâm giữ vững phong độ và là lập thật nhiều thành tích cao hơn nữa để hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Hòa chung niềm vui của hàng triệu em học sinh trên cả nước đón chào năm học mới. Mỗi em học sinh của trường Trung học Phổ thông Quốc Oai đều rạng rỡ vui tươi, cố gắng với quyết tâm cao nhất, tiếp tục phát huy những trang vàng truyền thống của nhà trường, phấn đấu rèn đức luyện tài, hoàn thành mục tiêu học tập đã đề ra. Là một học sinh đã gắn bó 3 năm với ngôi trường thì em cảm thấy là buổi lễ khai giảng ngày hôm nay thực sự rất đặc biệt.
bởi vì nó là buổi lễ khai giảng cuối cùng của các bạn học sinh khối 12 rồi. Và buổi lễ khai giảng ngày hôm nay cũng có quy mô không hề nhỏ, nó có mặt đầy đủ của các bạn học sinh, tạo nên một bầu không khí rất là vui tươi, hào hứng và phấn khởi. Và buổi lễ khai giảng ngày hôm nay cũng thật sự có nhiều ý nghĩa trong em, bởi vì em cũng là một phần, là một người được đứng trong làm đội ngũ dẫn chương trình và trở thành một người góp mặt vào sự thành công của buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Là một học sinh khối 12 thì khi bước qua năm học mới thì em đã tự đặt mục tiêu cho bản thân mình, và khi lên lớp 12 em cũng như là các bạn sẽ cùng nhau nỗ lực, sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ hơn, để có thể tiếp nối được những truyền thống hiếu học của trường. Tại trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới. Năm học mới này, nhà trường đón nhận 525 em học sinh vào khối lớp 10 thuộc các xã Tân Hòa, Cộng Hòa, Tân Phú, Đại Thành, Đồng Quang của huyện Quốc Oai, xã Tiên Phương, Phụng Châu, huyện Trường Mỹ và xã Vân Côn, An Thượng, Đông La của huyện Hoài Đức. Tại lễ khai giảng, nhà trường đã khen thưởng 10 em học sinh khối 12 năm học 2021-2022 đạt điểm thi tốt nghiệp cao trong kỳ thi năm 2022 và khen thưởng cho 12 em học sinh đạt điểm thi cao vào khối lớp 10 năm học 2022-2023. Sáng hôm nay, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Quốc Oai. Năm học mới 2022-2023, nhà trường có tổng số 82 cán bộ, giáo viên với gần 1.600 học sinh, trong đó có 526 học sinh khối lớp 10. Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới đề ra. Nhân dịp này, 9 thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100% trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 được nhà trường khen thưởng. Hòa chung không khí khai giảng năm học mới, sáng ngày 5 tháng 9, trường Mầm non Giải Sơn C đã long trọng tổ chức khai giảng năm học 2022-2023, đón nhận bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và gắn biển công trình xây dựng từ nguồn thu xổ số kiến thiết thủ đô. Trường Mầm non Giải Sơn C được thành lập năm 2020 trên cơ sở sắp xếp lại trường Mầm non Giải Sơn A và trường Mầm non Giải Sơn B. Nhà trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ bậc mầm non. Nhà trường có 18 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, phương tiện, đồ dùng theo quy định. Trường được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí trên 51 tỷ đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết hỗ trợ 43 tỷ đồng. Với các hạng mục cơ sở vật chất trang thiết bị vừa được quan tâm đầu tư, cùng với sự phấn đấu của tập thể nhà trường, đã hoàn thiện 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định công nhận trường Mầm non Sài Sơn C đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cùng thời điểm trên, các trường học trên địa bàn cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2022-2023, các trường học trên địa bàn huyện nêu cao quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao trong dạy và học, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, cùng với phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các cuộc vận động do cấp trên phát động, để năm học 2022-2023 đạt kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu nghệ thuật vô bờ bến, họa sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ, thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn đã dành nửa cuộc đời để sưu tầm, lưu giữ và trưng bày tranh và cổ vật quý giá có niên đại hàng ngàn năm tuổi. Để hy vọng truyền đạt tình yêu cội nguồn cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam tương lai. Mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Tư nhân Phan Thị Ngọc Mỹ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động. Bảo tàng Mỹ thuật Tư nhân Phan Thị Ngọc Mỹ được Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây cấp phép hoạt động vào năm 2006, là bảo tàng tư nhân đầu tiên được cấp phép lúc bấy giờ. Bảo tàng có nhà trưng bày được xây dựng trong khuôn viên 1.000m2, tập trung trong ngôi nhà 3 tầng, mỗi tầng 100m2. Ngoài ra có hai nhà sàn, mỗi nhà 150m2, trong khuôn viên 500m2 dưới chân núi Thầy làm nơi giao lưu và trao đổi sáng tác của các họa sĩ. Đến nay bảo tàng hoạt động đã tròn 15 năm. Bảo tàng đã phục vụ miễn phí nhiều lượt khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức, nghiên cứu và nhận được phản hồi tích cực của người xem. Bảo tàng là nơi trưng bày lưu trữ gần 800 tác phẩm hội họa và gần 1.000 bức thư pháp có niên đại từ trăm đến hàng nghìn năm tuổi.
500 đồ gốm, sành sứ, gia dụng, cổ và mới. Những tác phẩm ở đây rất phong phú, thuộc nhiều chủ thể và thể loại khác nhau của các doanh họa khác nhau. Bảo tàng Phan Thị Ngọc Mỹ được xây dựng trên cơ sở bộ sưu tập nghệ thuật khá đồ sộ từ năm 1988. Bà đã gom góp hàng ngàn tác phẩm và hiện vật hội họa, đồ họa, từ Pháp, Hán Việt, đồ gốm, đồ đồng, đồ thổ công mỹ nghệ dân gian. Ngoài các tác phẩm sưu tập, một phần quan trọng không thể không nhắc tới trong bảo tàng là những bức tranh do chính Phan Thị Ngọc Mỹ sáng tác. Với phong cách thực hiện mới mẻ, bà đã thể hiện khá thành công chuyên đề phong cảnh nông thôn tươi sáng, đầy trữ tình. Với những thành tích và cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, họa sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp từ trung ương đến địa phương. Bà cũng được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam. Cho đến giờ, bà vẫn mong ước có một khu đất rộng hơn để mở rộng quy mô của bảo tàng, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật hội họa của quê hương đất nước. Có thể nói, Bảo tàng Tư nhân Phan Thị Ngọc Mỹ là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam với quy mô đồ sộ, được sưu tầm bởi một người nghệ sĩ tài ba. Mỗi hiện vật ở Bảo tàng Phan Thị Ngọc Mỹ là một giá trị văn hóa to lớn không thể đong đếm bằng vật chất. Bảo tàng sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân Sài Sơn, trở thành điểm tựa văn hóa, nơi giao lưu của công chúng yêu mỹ thuật khắp mọi miền. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.